Đã bao giờ bạn nói lời cảm ơn với cuộc đời này chưa? Cho dù hoàn cảnh có khó khăn đến mức nào, sóng gió có quật ngã bạn ra sao, thì chúng ta hãy trân trọng cuộc đời vì đã cho ta một lần được sinh ra. Không ai chọn được xuất thân của mình, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi số phận bằng chính cố gắng và nỗ lực mỗi ngày. Có người trách móc rằng bất hạnh vì sinh ra trong gia đình nghèo khó, nhưng cũng có người họ cảm thấy biết ơn vì đã sinh ra vẫn có đầy đủ người thân bên cạnh. Tuy nhiên, dù thế nào đi chăng nữa, hãy tin rằng bạn rất may mắn được là chính mình trước đã. Ít nhất là có thể hòa hợp về ngoại hình và con người bên trong. Bởi vì có rất nhiều người, họ thậm chí chỉ mong được sống đúng với giới tính của mình mà thôi. Hung thủ trong vụ án ngày hôm nay cũng vậy. Hắn ta cũng muốn sống là chính mình và cuối cùng cũng được là chính mình. Tuy nhiên, thay vì cảm ơn cuộc đời thì hắn ta lại cảm ơn vì được ban cho cái chết. Biến cố nào đã xảy ra với hung thủ mà khiến hắn ta thất vọng về cuộc sống đến như vậy? Hãy theo chân Kỳ án X ngày hôm nay để biết được sự thật nhé! Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ án X. Vào lúc 9 giờ sáng ngày 19 tháng 3 năm 2003, cha mẹ của Trí Tệ gọi điện cho con trai đang công tác ở Bắc Kinh thì không thấy anh nhấc máy. Nghĩ rằng Tệ đang bận công việc nên ông bà cũng không dám gọi lại lần hai vì sợ làm phiền. Tuy nhiên, liên tiếp những ngày sau đó, họ vẫn không thể nào liên lạc được với Tệ. Hỏi thăm bạn bè cũng không ai biết Tệ đã đi đâu. Hai người bắt đầu cảm thấy lo lắng, lập tức bắt xe đi Bắc Kinh ngay trong đêm và tìm đến nơi ở của Trí Tệ tại khu dân cư Dương Đại, quận Hải Điến. Vừa bước chân vào nhà, ông bà liền ngã quỵ xuống sàn sau khi nhìn thấy cảnh tượng con trai nằm bất động trên sofa phòng khách, người đầy máu me và nhiều vết thương hở. Trí Tệ lúc này không mặc quần áo, thi thể bị trói chặt bằng dây thừng. Sau khi cảnh sát được gọi đến, họ điều tra hiện trường và phát hiện ra dấu vân tay của hung thủ trùng khớp với 5 vụ án mạng chưa có lời giải trước đó. Theo như ghi nhận, từ cuối năm 2002 đến đầu năm 2003, bao gồm cả Trí Tệ, tổng cộng có đến 6 vụ giết người với thủ đoạn tương tự đã xảy ra ở Bắc Kinh. Các nạn nhân đều là nam giới, độ tuổi từ 20 đến 30. 4 vụ án được hung thủ thực hiện ngay tại nhà nạn nhân và 2 vụ khác, một trong phòng tắm nam và một ở bờ sông. Hàng loạt án mạng kinh hoàng xảy ra trên địa bàn chỉ trong một thời gian ngắn. Hung thủ vẫn chưa bị bắt nên mọi người nhất thời hoảng loạn, không ai dám ra đường vào ban đêm vì sợ trở thành mục tiêu tiếp theo của bọn chúng. Nhận thấy tính chất đặc biệt nghiêm trọng của chuỗi thảm án, cảnh sát Bắc Kinh đã thành lập một đội điều tra chuyên sâu tăng cường tìm kiếm manh mối và truy lùng các đối tượng tình nghi. Vì các nạn nhân không ai bị lấy mất tài sản nên cảnh sát loại bỏ phương án hung thủ ra tay để cướp của, đồng thời cũng bỏ qua giả thuyết gây án do tư thủ cá nhân bởi vì hung thủ cũng không thể cùng lúc mà có nhiều kẻ thù đến vậy. Tuy nhiên, sau khi loại trừ cả hai tình huống án trên, cảnh sát đã thực sự đau đầu vì rốt cuộc họ vẫn không thể nghĩ ra nguyên nhân nào khiến cho tên tội phạm giết người một cách ngẫu nhiên như thế. Đang lúc bế tắc thì đội điều tra ghi nhận được thông tin dạo gần đây có một băng nhóm mới nổi trên địa bàn. Bọn chúng thường gây gổ đánh nhau trên đường phố nhằm phô trương sức mạnh và khẳng định vị trí trong giới giang hồ. Đặc biệt, nhóm côn đồ này rất ghét nam giới. Hễ thấy ai khỏe mạnh lực lưỡng là chúng dùng vũ lực để cưỡng ép họ gia nhập hội. Còn không, sẽ bị đánh no đòn. Cảnh sát suy luận, rất có khả năng các nạn nhân vô tình chạm mặt băng đảng này nhưng không đồng ý đi theo nên đã bị sát hại. Cảnh sát liền triệu tập các đối tượng trên để tiến hành thẩm vấn. Qua điều tra, băng đảng có tổng cộng 7 người, hầu hết ở độ tuổi còn rất trẻ. Tên cầm đầu là Hồ Khải Hùng, 29 tuổi, quê Lạc Dương. Hùng khai nhận chủ trương của nhóm là thực hiện các hành vi trộm cắp quy mô lớn trên địa bàn. Tuy nhiên, vì chỉ mới thành lập, số lượng thành viên còn ít nên có ý định dùng chiêu trò để dụ dỗ thanh niên trẻ nhập bọn. Hàng ngày, ngoài việc huấn luyện đàn em các tuyệt chiêu trộm cắp, Hùng còn nhận bảo kê các quán bar trong khu vực, vừa để kiếm sống, vừa để dễ dàng lôi kéo các đối tượng ăn chơi sa đọa về trung đội. Trong quá trình cho lời khai, tên giang hồ còn đặc biệt tiết lộ một manh mối hết sức hữu ích cho cảnh sát. Theo đó, Hồ Khải Hùng nhận ra nạn nhân Trí Tệ đã từng đến quán bar nơi mình làm việc, bởi vì Trí Tệ thường xuyên lui tới, còn tên Hùng làm nhiệm vụ gác cửa nên không thể nào nhận nhầm người được. Theo như thông tin của Hùng cung cấp, cảnh sát đã triển khai một nhóm đến kiểm tra địa điểm này, thì quả thật
Đúng như vậy, tăng cường tìm hiểu các mối quan hệ xã hội và hành tung gần đây của các nạn nhân, cảnh sát cũng nhận ra một chi tiết hết sức đặc biệt. Tất cả các nạn nhân đều có 3 đặc điểm chung: đồng tính luyến ái, có xu hướng khổ dâm và thường xuyên truy cập trang web hẹn hò đồng tính nam có tên Purple Boys. Dựa vào manh mối quan trọng đó, cảnh sát nghi ngờ hung thủ cũng là người thuộc cộng đồng này. Tuy nhiên, vào thời điểm những năm 2000, giới tính thứ 3 vẫn chưa được công chúng đón nhận nhiều nên không dễ để cảnh sát có thể khoanh vùng nghi phạm. Khó khăn nhưng không bỏ cuộc, cuối cùng sau những nỗ lực ngày đêm, cảnh sát đã bắt giữ được một đối tượng tình nghi. Theo đó, vào chiều ngày 4 tháng 4 năm 2003, qua đấu tranh điều tra, cảnh sát xác định được một thanh niên tên Lý Nhất Giang có hành tung rất đáng nghi. Anh ta đã từng liên lạc với các nạn nhân trên và cũng rất hay đưa nhiều đàn ông lạ về nhà. Lý Nhất Giang, 24 tuổi, nhân viên công ty bảo hiểm Bình An, quê ở thành phố Trường Kê, tỉnh Tân Cương, hiện đang cư trú tại quận Đông Thành, thành phố Bắc Kinh. Giang trước đây từng là sinh viên ngành khoa học máy tính tại Học viện Công nghệ Bắc Kinh. Tháng 3 năm 2001, vì gia đình nghèo khó, không đủ tiền đóng học phí nên anh ta đã bỏ học. Khi vừa đến nơi, cảnh sát bắt gặp Giang đang dắt chó đi dạo trong khu dân cư. Thấy các điều tra viên, Lý Nhất Giang dừng lại hỏi: "Các anh đang tìm tôi à?" Cảnh sát giải thích, vì nghi ngờ Giang có liên quan đến một số vụ án gần đây nên yêu cầu sự hợp tác của anh ta. Lý Nhất Giang bình tĩnh dẫn chó vào nhà, sau đó đi theo cảnh sát về đồn. Nhìn loạt biểu hiện rừng rưng của tên nghi phạm, cảnh sát tin rằng anh ta sẽ cứng đầu không chịu hợp tác hoặc có những hành vi chống đối điều tra. Tuy nhiên, thật bất ngờ, chỉ sau vài câu hỏi, Lý Nhất Giang đã thẳng thắn thừa nhận tội ác của mình. Để củng cố thêm chứng cứ trình ra trước tòa, cảnh sát đã so sánh dấu vân tay của Giang với các mẫu thu thập tại hiện trường các vụ án thì cho kết quả hoàn toàn đồng nhất. Điều này một lần nữa khẳng định rằng Lý Nhất Giang chính là hung thủ gây ra cái chết của 6 thanh niên tại thành phố Bắc Kinh. Lý Nhất Giang cho biết động cơ giết người là để trả thù vì đã từng bị các nạn nhân trên cưỡng hiếp tập thể. Theo đó, khi còn học đại học, Giang thường trò chuyện với một số thanh niên trên trang web dành cho người đồng tính có tên Purple Boy. Vào khoảng tháng 11 năm 2002, Lý Nhất Giang thường xuyên lui tới một quán bar dành riêng cho người đồng tính nam ở quận Triều Dương. Tại đây, Giang vô tình gặp gỡ 4 người đàn ông lạ. Bọn họ ngồi chung một bàn, vừa uống rượu, vừa trò chuyện. Vì có men trong người, Giang không thể tự về nhà được. Nhóm người này nghe vậy liền đề xuất Giang ngồi chung xe về nhà của họ gần đường Vành Đai 3 phía Đông và Giang đã đồng ý. Về đến nhà, cả nhóm còn bày rượu ra, ý định chơi bời tới sáng. Ngày hôm đó, Giang uống rất nhiều và bị đánh thuốc mê mà không hề hay biết. Sau khi cởi hết đồ của Giang vứt vào lò sưởi, 4 người đàn ông bắt đầu ngược đãi và thay phiên nhau cưỡng hiếp anh ta. Họ liên tục đốt thuốc và dùng roi quất vào người Giang suốt 1 giờ đồng hồ. Sau khi thỏa mãn dục vọng, bọn họ bỏ đi để Giang lại một mình. Lý Nhất Giang vô cùng đau đớn. Sau khi định thần, anh ta trở về nhà khóc suốt đêm. Nghĩ về khoảnh khắc tồi tệ đó, Giang đã quyết định báo thù đám người này. Những ngày sau đó, Giang đã đến các quán bar trong khu vực để tìm kiếm tung tích bọn họ. Cuối cùng cũng tìm được một đối tượng tại quán bar ở phố Tam Lý Đồn. Lý Nhất Giang đi theo người đàn ông đến tiệm Internet rồi trốn vào một góc, lén lút quan sát tài khoản mạng xã hội của đối tượng rồi dùng bút danh lạ trò chuyện với anh ta. Tên tài khoản Tencent QQ của người đàn ông này là Toastlave. Sau khi nhắn tin làm quen, Giang đồng ý qua đêm chỉ với giá 800 nhân dân tệ, thậm chí sẽ thực hiện mọi yêu cầu để thỏa mãn dục vọng của Toastlave, bao gồm cả hoạt động bạo dâm. Lý Nhất Giang sau đó quay trở về nhà lấy con dao găm bỏ vào túi và đến điểm hẹn. Sau khi cả hai gặp mặt, Toastlave nói rằng Giang trông quen quen, Lý Nhất Giang sợ bị nhận ra nên nhanh chóng bác bỏ. Toastlave vì đang rất hứng nên cũng không suy nghĩ nhiều. Khi anh ta quay người cởi quần áo, Lý Nhất Giang lập tức rút dao đâm nhiều nhát vào lưng, khiến người đàn ông mất nhiều máu, chết tại chỗ. Gây án xong, Giang cảm thấy vẫn chưa hả dạ nên đã cắt phăng bộ phận sinh dục của nạn nhân, đem ném vào thùng rác. Thấy trên người dính nhiều máu, Giang đã vào phòng tắm rửa sạch để không bị phát hiện. Trước khi rời đi, Lý Nhất Giang còn tỏ vẻ khinh bỉ và vung 800 tệ lên cái xác. Nạn nhân thứ hai được Giang tìm thấy gần khu trung quan thôn. Anh ta là sinh viên khoa ngoại ngữ của một trường đại học gần đó. Lần này, Lý Nhất Giang cũng dùng phương pháp tương tự để dụ dỗ con mồi. Sau khi đối tượng đến điểm hẹn, Giang đã trói tay anh ta. Người sinh viên lúc này không hề đề phòng mà chỉ nghĩ rằng đây là một kiểu bạo dâm nên nằm im.
mặc cho đối phương có làm gì mình. Tuy nhiên, ý định của tên Giang không phải là như vậy. Hắn ta cố tình bật nhạc thật lớn và bắt đầu tra tấn nạn nhân. Nhận thấy biểu hiện của Giang không được bình thường, người này bắt đầu kêu la. Tuy nhiên, lúc này tiếng nhạc đã lấn át tiếng kêu. Cuối cùng, người sinh viên bị Giang dùng dao cứa cổ cho đến chết. Nạn nhân thứ ba, 26 tuổi, cũng là người lớn nhất và khỏe nhất trong 4 người. Sau khi giết chết nạn nhân, tên Giang còn đâm hàng chục nhát dao vào cái xác, thậm chí mổ xẻ thi thể ra. Người thứ tư cũng chết thảm dưới tay Lý Nhất Giang, theo cách tương tự. Sau khi báo thù xong, Lý Nhất Giang bắt đầu thích thú với việc giết chóc. Anh ta đã ra tay ngẫu nhiên với hai người đồng tính khác trước khi bị bắt. Bằng thủ đoạn này, chỉ trong vòng 6 tháng, Lý Nhất Giang đã giết chết 6 người đàn ông một cách dã man. Điều tra thì được biết, Lý Nhất Giang là con út trong một gia đình có 3 anh chị em. Hoàn cảnh nhà Giang hết sức khó khăn, cha của Giang là một con sâu rượu, mẹ thì bị tâm thần nặng sau một vụ tai nạn giao thông. Mặc dù có đầy đủ cha mẹ, nhưng 3 anh em phải nương tựa nhau mà sống, thậm chí có những lúc họ phải đi xin ăn vì quá đói. Ngày nào người cha cũng uống đến say khướt, còn mẹ mỗi lần lên cơn thì ném phá đồ đạc và đánh đập những đứa con vô tội vạ. Những lúc như thế, hai anh chị lớn đều ra sức bỏ chạy, nhưng Giang còn quá nhỏ, không biết làm gì, thế là vô tình trở thành mục tiêu trút giận của cha mẹ. Chính vì vậy, lúc nào trên người Giang cũng có vết tím bầm. Bởi vì chịu cảnh đánh đập từ nhỏ, nên Giang rất sợ hãi phải sống trong gia đình này. Mỗi lần tan học, Giang đều lấy cớ dọn vệ sinh, cố tình ở lại đến tối muộn mới về nhà. Mọi người lúc này không biết nên đều khen cậu ta là một học sinh ngoan. Vào tháng 12 năm 1994, Lý Nhất Giang đang đi học thì tình cờ bắt gặp một người đàn ông trung niên. Người này mời Giang ăn tối vì cũng đang đói nên Giang ngay lập tức đồng ý. Người đàn ông sau đó chuốc thuốc mê và đưa anh ta về nhà cưỡng hiếp. Lúc này vì chỉ mới là một cậu thanh niên 15 tuổi, Giang cảm thấy cuộc đời mình đã bị hủy hoại, không muốn nhớ lại đoạn ký ức đau buồn này, nên quyết định rời quê đi đến Bắc Kinh. Năm 2000, Lý Nhất Giang nhờ học hành chăm chỉ nên đã đỗ vào Học viện Công nghệ Bắc Kinh, chuyên ngành khoa học máy tính. Khi bắt đầu học đại học, gia đình có phụ chi phí sinh hoạt và học phí. Tuy nhiên, đến học kỳ thứ hai, học phí ngày càng tăng khiến gia đình không thể lo nổi. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, Giang còn nghiện game nên đã làm việc tại hai cửa hàng KFC cùng một lúc để kiếm thêm. Các bạn cùng lớp đều khuyên Giang đừng làm việc quá sức, nhưng Giang trả lời muốn phụ giúp cha mẹ. Hơn nữa, việc làm bán thời gian cũng là một cơ hội tốt để rèn luyện bản thân. Lý Nhất Giang vốn có thành tích tốt, nhưng do chú trọng việc kiếm tiền nên đã trượt nhiều môn. Cuối năm 2, Giang chính thức thôi học. Tuy nhiên, thỉnh thoảng vẫn quay lại trường để gặp bạn cùng lớp. Quãng thời gian học đại học của Giang vô cùng nhạt nhòa. Ngoài việc đến lớp rồi đến chỗ làm thêm, Giang không có thú vui nào khác. Anh ta không thích thể thao, cũng không chơi cờ hay đánh bài, nên không thể hòa nhập với những người bạn khác. Thời gian rảnh rỗi, Giang thường một mình đến tiệm Internet xem tin tức. Trong một lần tình cờ, anh ta thấy một trang web về cộng đồng giới tính thứ ba. Sau khi đọc qua các nội dung, Giang tự nhìn ngẫm lại mình và bắt đầu định hướng lại xu hướng tính dục của bản thân. Lúc này, Giang cảm thấy được mơ hồ về giới tính thật sự của mình. Sau khi bỏ học, ngoài việc làm thêm, Giang bắt đầu tập tành chơi ở các quán bar dành cho người đồng giới. Điều này khiến anh ta chắc chắn hơn về con người của mình. Theo lời kể của bạn cùng lớp, có một khoảng thời gian, Lý Nhất Giang ăn mặc rất sành điệu, quần áo đều là hàng hiệu nổi tiếng. Thậm chí, anh ta còn tới lui các khách sạn sang trọng để ăn tối. Giải thích cho điều này, Giang thừa nhận bản thân khấm khá là nhờ mở được một cửa hàng nhỏ sau thời gian làm việc chăm chỉ. Vào tháng 6 năm 2002, khi đang chơi trong một quán bar dành cho người đồng tính nam, Giang gặp một người đàn ông giàu có tên Đường Kiến Tiêu. Anh ta tốt nghiệp tại một trường đại học danh tiếng và hiện đang làm việc cho một công ty nước ngoài. Vì rất hợp gu nên hai người nhanh chóng kết thân. Bọn họ trò chuyện đến nửa đêm cho đến khi quán bar đóng cửa. Đường Kiến Tiêu thậm chí đã tán tỉnh Giang và hứa sẽ chu cấp đầy đủ cho Giang, miễn là anh ta chịu theo mình về nhà. Nghe được mấy lời này, Giang vô cùng thích thú và vội vàng đồng ý. Sau khi về đến nhà, Kiến Tiêu đòi quan hệ tình dục, nhưng Giang một mực từ chối. Giang kể lại lúc đó, Tiêu đã lao tới khống chế và cởi hết quần áo của mình. Khoảnh khắc này khiến Giang chợt nhớ đến khoảng thời gian trước bị người đàn ông lạ mặt xâm hại khi chỉ mới 15 tuổi. Mặc dù vậy, sau đó Giang cũng chấp nhận quan hệ với Kiến Tiêu.
Đường Kiến Tiêu và Lý Nhất Giang đã có một cuộc trò chuyện xuyên đêm. Biết chuyện Giang từng bị xâm hại, Tiêu tỏ ra rất đồng cảm. Điều này khiến Giang vô cùng xúc động. Sau lần đó, hai người bắt đầu sống chung. Vì Kiến Tiêu phải đi làm xa nên đã mua cho Giang một con chó ở nhà để bầu bạn. Thời gian ở nhà không làm gì, Nhất Giang cảm thấy rất buồn nên Kiến Tiêu đã đầu tư 10.000 nhân dân tệ để Giang kinh doanh quần áo. Vào cuối năm 2002, Lý Nhất Giang bắt đầu bán quần áo ở Tây Đan. Nhưng vì không có kiến thức, lại thiếu gu thẩm mỹ, quần áo nhập khẩu không được ưa chuộng nên cửa hàng liên tục thua lỗ. Tuy nhiên sau đó, Giang đã gặp một cô gái tên Vương Việt, hai người cùng nhau đến chợ xem các mặt hàng. Nhờ có sự giúp đỡ của cô gái nên công việc kinh doanh bắt đầu khởi sắc. Việt và Giang đã trở nên thân thiết hơn, thỉnh thoảng họ cùng nhau ra ngoài dạo chơi. Vương Việt đã đem lòng yêu thương Nhất Giang từ lâu và hình như Giang cũng có cảm giác ngược lại. Lúc này Giang đã không phân định mình là người thế nào, tại sao lại có cảm xúc với cả nam và nữ. Mặc dù vô cùng khó xử nhưng cuối cùng Giang cũng thổ lộ cho Việt biết mình là người đồng tính. Vương Việt không những không trách Giang mà vẫn đối xử tốt với anh ta, với mong muốn có thể thay đổi con người bên trong của Giang. Cuối cùng, Việt đã thất bại. Tuy Lý Nhất Giang thích cô, nhưng không hề có ham muốn với người khác giới. Dù Vương Việt cởi trần trước mặt Giang, anh ta cũng không có cảm giác gì. Dần dần, Vương Việt không thể chịu đựng được nữa. Hai người không đề cập đến việc chia tay mà dần dần xa cách nhau. Một ngày nọ, Lý Nhất Giang đang đi trên đường và nhìn thấy Vương Việt tay trong tay, cười nói rất vui vẻ với một người đàn ông khác. Sau sự việc này, Giang đã chủ động cắt đứt mối quan hệ với Việt. Sau khi chia tay với Vương Việt, Lý Nhất Giang đã gặp được người cùng giới mà mình thật sự thích, tên Lôi Lôi, tại quán bar Nine Man ở quận Triều Dương. Giống như Lý Nhất Giang, Lôi Lôi từng trải qua việc bị những người đồng tính khác quấy rối và lừa dối. Điều này khiến Giang nảy sinh mong muốn được bảo vệ. Giang càng ghét những người đồng tính khác, ngoại trừ Lôi Lôi. Bởi vì vào thời điểm đó, khái niệm người đồng tính chưa được đón nhận như bây giờ, mặc cảm với dư luận nên đa số tìm cách giấu giếm tránh né, cho nên việc thỏa mãn nhu cầu tình dục cũng rất khó khăn. Điều này dẫn đến một tình trạng gọi là trao đổi bạn tình. Lý Nhất Giang lúc này cùng lúc qua lại với nhiều đàn ông khác, dù rất yêu Lôi Lôi nhưng cậu ta vẫn chấp nhận phục tùng Đường Kiến Tiêu, thậm chí nhường Lôi Lôi cho Tiêu chỉ vì nhu cầu tài chính. Có nhiều yếu tố dẫn đến việc giết người hàng loạt của tên sát nhân Lý Nhất Giang. Thứ nhất phải nói đến việc hắn ta bị cưỡng hiếp. Mặc dù là người đồng tính, nhưng Giang vẫn có nhu cầu hạnh phúc. Hắn ta chỉ thật sự muốn quan hệ với người mình yêu, cho nên việc bị tấn công tập thể là mũi công kích cho hành động tàn ác của mình. Thứ hai là tuổi thơ bất hạnh, bi kịch gia đình cùng những lần bị xâm hại đã khiến cho nỗi căm thù tích tụ trong hắn ta. Cuối cùng, khi lớn lên lại phải dâng người yêu cho kẻ khác. Tất cả những yếu tố dồn nén lâu ngày làm cho tên Giang sinh ra tâm lý thù hận và giết người không gớm tay. Lý Nhất Giang bắt đầu cảm thấy tất cả những người đồng tính nam đều đáng ghét và đáng bị giết. Vì vậy, sau khi trả thù 4 người kia xong, hắn ta không dừng lại mà tiếp tục giết thêm 2 người đồng tính vô tội, trong đó có Trí Tệ. Điều bất ngờ hơn là trong quá trình thẩm vấn, cảnh sát vô tình biết được Nhất Giang thật ra đã phạm tội từ khi mới 15 tuổi. Theo đó, sau lần bị xâm hại tại Tân Cương, trải qua cú sốc lớn này, tâm lý của Giang dần bị bóp méo. Quan điểm của hắn ta về thế giới hoàn toàn thay đổi. Giang nóng lòng tìm người này để trả thù, nhưng lại không muốn gọi cảnh sát vì nhục nhã, nên cuối cùng chọn cách im lặng. Sau sự việc đó, Lý Nhất Giang không chỉ thay đổi tính tình mà xu hướng giới tính cũng trở nên bất thường. Nhất Giang không còn hứng thú với con gái mà lại yêu một bạn nam cùng lớp tên Tiểu Đường. Tiểu Đường đẹp trai và hài hước, Tiểu Đường chỉ coi Giang là một người bạn bình thường. Tuy nhiên, Lý Nhất Giang không chấp nhận điều đó. Có lần, hắn ta đã lấy hết can đảm để tỏ tình với Tiểu Đường. Tiểu Đường là một người nam, không hiểu được suy nghĩ của Nhất Giang nên có ý cười nhạo. Tiểu Đường chỉ coi đó là trò đùa, không nói cho người khác biết. Nhưng Lý Nhất Giang lại không nghĩ như vậy. Sau khi bị từ chối, Giang vì yêu mà trở nên căm hận. Sợ Tiểu Đường lộ ra bí mật nên đã giết Đường vào năm 1994. Quay lại thời điểm 1994, sau khi Tiểu Đường mất tích, gia đình đã trình báo công an và ra sức tìm kiếm. Sau khi cảnh sát tìm thấy thi thể, họ mở cuộc điều tra chi tiết. Trên cơ thể Tiểu Đường có nhiều vết đâm, cảnh sát tin rằng đây là một vụ trả thù. Họ cũng nghi ngờ Lý Nhất Giang. Nhưng khi bị thẩm vấn, Lý Nhất Giang liên tục chối tội. Cảnh sát cũng tin rằng Giang còn quá trẻ,
không thể nào lại ra tay tàn nhẫn được như vậy. Cái chết của Tiểu Đường trở thành một vụ án chưa được giải quyết. Do phương pháp điều tra hình sự thời đó tương đối lạc hậu nên cảnh sát vẫn không thể tìm ra hung thủ. Hóa ra, Lý Nhất Giang từ lúc phạm tội đến khi bị bắt, hắn ta đã giết tổng cộng 7 người. Điều này là quá mức tưởng tượng của cảnh sát. Thậm chí các điều tra viên còn cho rằng họ chưa từng thấy tên tội phạm nào giết người không ghê tay như vậy, một mình gây ra thảm án rúng động cả Bắc Kinh. Sau thời gian bị giam giữ, sáng ngày 20 tháng 8 năm 2004, Lý Nhất Giang chính thức được đưa ra pháp trường xử bắn vì tội giết người. Trước khi bị hành quyết, Lý Nhất Giang tỏ ra rất bình tĩnh, hắn ấn dấu tay lên văn bản pháp luật và lời nói cuối cùng: "Cảm ơn thẩm phán." Mặc dù tất cả mọi người có mặt đều không biết rốt cuộc hung thủ đã cảm ơn vì điều gì, nhưng họ cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi tiếng súng vang lên. Nhiều người cho rằng Lý Nhất Giang cảm ơn cảnh sát vì đã giúp hắn kết thúc chuỗi đời đen tối và vô nghĩa của mình. Có lẽ đến thời điểm này, được chết chính là một vinh hạnh lớn nhất trong cuộc đời của tên sát nhân. Trải qua nhiều chuyện như vậy, chỉ có cái chết là cách giải thoát duy nhất mà thôi. Cuộc đời của Lý Nhất Giang kể ra cũng là một đống bi kịch. Từ nhỏ đến lớn, ở trong mỗi giai đoạn, hắn đều trải qua những nỗi đau khác nhau. Tuy nhiên, đau nhất vẫn là không thể giữ được mình trong sạch mà phạm phải sai lầm chết người. Về phía bốn nạn nhân đã cưỡng hiếp Lý Nhất Giang, bốn người này mặc dù cũng có lỗi nhưng không đến nỗi phải chết thảm như thế. Tuy nhiên, hành động của bốn người họ cũng nên bị lên án như một cách làm gương cho người khác. Bởi vì giới tính thứ ba là một cộng đồng thiểu số, nhưng không phải là vì thiểu số mà không có quyền lợi chính đáng của mình, càng không thể bị xúc phạm danh dự hoặc chiếm đoạt thân thể một cách bất hợp pháp. Cảm ơn các bạn đã xem hết video ngày hôm nay. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để biết thêm những vụ án có thật trên thế giới.